Xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận được một cái email của thầy mình là về là sự khác biệt về người giàu và người nghèo. Và với cái nội dung này mình thấy hay cho nên mình cũng muốn chia sẻ với mọi người về cái sự khác biệt của người giàu và người nghèo như thế nào. Và theo cái tóm tắt mà thầy mình chia sẻ thì đó là người nghèo thì cố gắng sống qua ngày, và cái tầng lớp trung lưu thì tìm kiếm cái sự tiện nghi thoải mái, và họ nghĩ rằng trên thế giới này không có đủ để ai cũng có thể trở nên giàu có. Nhưng người giàu thì họ lại biết rằng ai cũng có thể làm giàu, và họ tìm kiếm sự tự do, niềm tin vào tiền bạc và quyết định số tiền mà bạn kiếm được. Người nghèo thì sống dựa vào từng cái kỳ lương và chỉ dừng lại ở mức đủ sống. Nhưng tầng lớp trung lưu thì quan tâm đến các cái hóa đơn hàng tháng, cái hóa đơn tiền nhà, tiền điện, tiền đất, tiền xe và tiền thẻ tín dụng vân vân. Nhưng người giàu thì sao các bạn? Người giàu họ học về khả năng tư duy tài chính và đầu tư. Và một cái lời khuyên của thầy tôi là hãy hướng đến tư duy của bạn tới tương lai. Bạn muốn cuộc sống của mình một năm tới như thế nào? Và bạn muốn cái cuộc sống của mình trong 3 năm tới như thế nào? Hãy hình dung cuộc sống của mình 10 năm tới để có thể tiếp tục sống như hiện tại không? Hãy lên kế hoạch cho tương lai của mình trong nhiều năm tới. Và để có một cái kế hoạch tốt thì hãy viết một cuốn sổ và có thể là dán nó trên tường, hoặc để sau này khi bạn nhìn lại bạn sẽ biết mình đi xa được đến như thế nào. Và đó là những cái lời khuyên của thầy tôi gửi đến những cái học trò trong cái quá trình mà mình đã được học, và thầy cũng muốn là một cái động lực truyền đến cho mọi người. Cho nên là tôi làm clip này để cũng chia sẻ với các bạn, và chúng ta hãy lập những cái kế hoạch cho mình, xây dựng những cái tư duy mới để chúng ta có những cái suy nghĩ tốt đẹp trong chính bản thân mình lúc này, và ngày mai chúng ta nhìn lại ngày hôm nay chúng ta cũng thấy chúng ta vui vẻ, tốt đẹp hơn nhiều. Chúc các bạn thành công. Xin chào.